trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Kouza. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình Học tiếng Nhật qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ học bài 4 chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần 3 với mẫu câu cơ bản là bây giờ là mấy giờ ạ? Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Vân Anh xin chào các bạn. Nhân vật chính trong chương trình của chúng ta là anh Cường, người Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng anh Cường học từ vựng và mẫu câu, sử dụng trong công việc và đời sống hàng ngày nhé. Chị Ngọc Hà ơi, tôi thấy là gần đây, điện thoại di động phổ biến nên có vẻ nhiều người không đeo đồng hồ đeo tay nữa. Chị Ngọc Hà có đồng hồ đấy không ạ? Xem hộ tôi mấy giờ với. Vâng ạ, bây giờ là khoảng 6 giờ 15 rồi chị ạ. Xem giờ bằng đồng hồ nhanh nhỉ? Thế không biết hỏi giờ bằng tiếng Nhật thì như thế nào hả chị? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách hỏi giờ. Mẫu câu cơ bản là 今何時ですか? Bây giờ là mấy giờ? Câu này rất hay nghe thấy, phải không chị Ngọc Hà? Vâng, đúng thế ạ. Khi muốn hỏi giờ, chúng ta sử dụng từ 何時 là mấy giờ và hỏi 何時ですか? Khi muốn hỏi bây giờ là mấy giờ, ta thêm từ 今 thành 今何時ですか? Nắm được mẫu câu cơ bản rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe đoạn hội thoại của ngày hôm nay. Anh Cường đang chuẩn bị đi họp. Vì biết người Nhật làm việc rất đúng giờ, nên anh có vẻ lo lắng, không biết có bị muộn hay không. Bài số 4. Ima nanji desu ka? Yoji 15 desu. Kaigi wa nanji ni owarimasu ka? Goji goro desu yo. Các bạn có nghe được mẫu câu cơ bản không ạ? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu từng câu trong đoạn hội thoại nhé. Ima 何時ですか? Bây giờ là mấy giờ? Đây là mẫu câu cơ bản đấy ạ. 4時15分です. 4 giờ 15 phút. Trước khi học cách nói về thời gian, chúng ta hãy cùng học chữ số nhé. Từ 1 tới 10 là 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Sau đây, các chữ số sẽ được đọc lại một lần nữa. Các bạn hãy chú ý lắng nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi nói về giờ giấc, sau chữ số ta thêm chữ G. Nhưng khi thêm chữ G có một số trường hợp ngoại lệ. 4 giờ không đọc là shiji mà đọc là yoji. 9 giờ không đọc là kyuji mà đọc là kuji. Tôi nắm được rồi. Lúc nãy chúng ta đã học đến số 10. Thế 11 và 12 thì nói như thế nào ạ? À, về điểm này thì tiếng Nhật cũng khá giống với tiếng Việt đấy ạ. Từ 11 trở đi thì chúng ta chỉ cần ghép số hàng chục là 10 với các số hàng đơn vị là được. Ví dụ, 11 sẽ đọc là 11, 12 là 12. Bây giờ mời các bạn cùng nghe phát âm mẫu từ 1 giờ tới 12 giờ nhé. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. 4時, 5時, 6時, 7時, 8時, 9時, 10時, 11時, 12時. Tiếp theo là cách nói số phút. Sau mỗi chữ số, ta thêm từ phừng. Nhưng các bạn cần lưu ý, có một vài trường hợp ngoại lệ. Phừng sẽ phát âm là bừng, chứ không phải là phừng đâu ạ.
Mời các bạn nghe phát âm mẫu từ 1 phút tới 10 phút. 1 phút 2 phút 3 phút 4 phút 5 phút 6 phút 7 phút 8 phút 9 phút 10 phút. Các bạn có nghe thấy không ạ? 4 phút đọc là 4 phút, 7 phút đọc là 7 phút. Với các số đếm trên 10 phút thì cũng vẫn chỉ cần thêm hùng hoặc là phừng ở sau chữ số đúng không ạ? Nhưng chắc là có trường hợp ngoại lệ phải không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Và cũng như trong tiếng Việt hay nhiều ngôn ngữ khác, có hai cách nói để chỉ mốc 30 phút, hoặc là 30 phút, hoặc là rưỡi. Ví dụ, 5 giờ 30 phút là 5 giờ 30 phút, 5 rưỡi là 5 hằng. Hằng có nghĩa là một nửa, ở đây ý nói là nửa giờ. Bây giờ, chúng ta quay trở lại đoạn hội thoại. 会議は何時に終わりますか? Câu này nghĩa là cuộc họp kết thúc lúc mấy giờ? 会議 nghĩa là hội nghị hay là cuộc họp. Wa là trợ từ đi sau chủ ngữ. 何時に có nghĩa là vào mấy giờ. Ở đây, nhĩ là trợ từ. 終わりますか là thể nghi vấn của động từ 終わります có nghĩa là xong hay là kết thúc. Các bạn có nhớ là ở cuối câu nghi vấn thì có từ か chưa ạ? Thế còn từ mấy giờ đến mấy giờ thì nói như thế nào ạ? Từ mấy giờ là 何時から đến mấy giờ là 何時まで. 5時頃ですよ. Câu này nghĩa là khoảng 5 giờ đấy ạ. 5時 là 5 giờ. 5時 là khoảng. 5時頃 có nghĩa là khoảng 5 giờ. Cuối câu có từ yo để nhấn mạnh. Khi trả lời câu hỏi, cuộc họp kết thúc lúc mấy giờ? Chắc là không cần nhắc lại cả câu đâu chị nhỉ? Vâng ạ, không cần nhắc lại kiểu như cuộc họp kết thúc vào khoảng 5 giờ, mà chúng ta chỉ cần nói giờ và thêm this là được ạ. À, ra thế. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với phần Yo Tatsuno Kotsu để biết thêm về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý thức về thời gian của người Nhật. Tôi nghe nói, nhiều người nước ngoài tới thăm Nhật Bản ngạc nhiên khi thấy tàu điện chạy rất đúng giờ. Đa số người Nhật rất thích làm việc đúng giờ giấc. Theo kết quả khảo sát ý kiến của một hãng sản xuất đồng hồ tầm cỡ, với câu hỏi, khi đi làm bằng tàu điện, tàu đến chậm mấy phút thì anh chị thấy sốt ruột. Kết quả cho thấy, cứ hai người thì có một người trả lời là trong vòng 5 phút mà tàu không đến là thấy sốt ruột rồi. Người Nhật coi việc đến trước giờ hẹn 5 phút là một quy tắc trong giao tiếp. Tôi đã nghe nhiều người nói, họ có mặt ở địa điểm đúng giờ, nhưng hóa ra lại là người đến sau cùng. Đặc biệt, khi hẹn làm việc, đến muộn rất dễ bị mất lòng tin. Nên khi thấy có thể bị muộn giờ thì hãy gọi điện thông báo, bởi vì chỉ muộn có 5 phút là rất nhiều người Nhật đã thấy sốt ruột rồi. Bây giờ, chúng ta cùng luyện tập một lần nữa mẫu câu của bài hôm nay. Bây giờ là mấy giờ? 今何時ですか? Các bạn thân mến, như vậy, hôm nay trong phần ngữ pháp, chúng ta đã cùng học mẫu câu hỏi giờ là 何時ですか? Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài học. 今何時ですか? 4時15分です。 会議は何時に終わりますか? 5時頃ですよ。 Bài số 4 trong chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng ta đã học cách nói về thời gian. Chị Ngọc Hà có biết là ngoài đồng hồ và điện thoại di động thì có cách khác để biết giờ không ạ? Vâng ạ, ở Nhật Bản có nhiều người xem TV và nghe đài để biết giờ giấc ạ. Vì các chương trình phát sóng rất đúng giờ. Nhiều kênh có hiện đồng hồ trên màn hình nữa. Cũng giống như ở Việt Nam chị nhỉ? Cuộc họp ở công ty anh Cường đã kết thúc theo đúng thời gian dự định. Bây giờ anh Cường chỉ còn việc đi về nhà. Bài học lần tới sẽ là gì? Xin mời các bạn đón nghe. Sayonara!
Các bạn vừa nghe xong bài 4 chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật phần 3 được thực hiện với sự hợp tác của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Chương trình hợp tác giữa Ban Văn hóa Xã hội VOV2 và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục CLEF do Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Minh Thủy cùng nhóm giảng viên tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài 5 chương trình Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày với chủ đề Đi mua sắm cùng người Nhật. Trước hết, mời các bạn học một số từ mới. Đến nơi. 到着します. 到着します. Hầu hết. ほとんど. ほとんど. Hàng hiệu. ブランド品. ブランド品. Kiểu cách, mẫu mã, thiết kế. デザイン. デザイン. Vào ngày nghỉ, chị Lan cùng với một chị bạn người Nhật tên là Kimura cùng nhau đi mua sắm ở chợ đêm. Mời các bạn nghe hai người nói chuyện. 到着しました. ここから車が入れませんので歩いて行きましょうか. はい, そうしましょう. にぎやかですね. すごく混んでいます. 買い物客が多いですね. そうですね. このカバン デザインが可愛いですね. でも値段が高そうですね. いや、ブランド品ではないですから、そんなに高くないでしょう. ええ、 高くないなら買いたいですね. うん、多分 20 万 ドンくらいだと思います. ええ、 安いですね. じゃあ買います. Các bạn nghe lại hội thoại với lời dịch sang tiếng Việt. Khi ô tô tới nơi, chị Lan đề nghị. Đến rồi đấy ạ. Từ đoạn này xe ô tô không vào được nên chúng ta đi bộ nhé. 到着しました. ここから車が入れませんので歩いて行きましょうか. Chị Kimura đồng ý cùng đi bộ. Hai, そうしましょう. Trước không khí náo nhiệt của chợ đêm, chị Kimura thốt lên. Ồ, náo nhiệt quá nhỉ, đông đúc quá nhỉ, khách mua hàng cũng đông nữa. にぎやかですね. すごく混んでいますね. 買い物客が多いですね. Thấy vậy, chị Lan đồng tình. Vâng, đông thật. そうですね. Chị Kimura chỉ vào một chiếc túi nhận xét. Cái túi này thiết kế trông hay quá, nhưng có vẻ đắt chị nhỉ. このカバン、デザインが可愛いですね. でも、値段が高そうですね. Chị Lan nói. Không chị ạ, đây không phải là hàng hiệu, nên tôi nghĩ không đắt đâu. いや, ブランド品ではないですから、そんなに高くないでしょう. Chị Kimura ngạc nhiên nói. Thế ạ, nếu mà không đắt thì tôi sẽ mua. ええ, 高くないなら買いたいですね. Chị Lan đoán. Vâng, tôi nghĩ chắc chỉ khoảng 200.000 đồng thôi. Ừm, 多分 20 万 ドンくらいだと思いますね. Nghe vậy, chị Kimura thích thú. Ồ, rẻ quá nhỉ. Vậy thì tôi sẽ mua. ええ, 安いですね. じゃあ買います. Các bạn vừa nghe xong chương trình Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày. Thân ái chào các bạn.